rồi à, những cái trên đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới dưới hoàng hôn quá là đặc biệt. Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp, liên hệ ngay hotline để được tư vấn. À thưa em xin phép ngồi là xin tí vía của ông anh họ Đỗ ạ. Anh em họ Đỗ em cũng gọi mà. Nhưng mà thôi, dáng em ngồi nó vẫn phèn ạ. Chưa đạt đến cái khí chất để ngồi trong những cái căn phòng này mà nhìn nó sang lên được anh ạ. Hy vọng. Không, anh Tùng ngồi thì hợp, chứ em ngồi thì em vẫn chưa sang lên được anh ạ. Em ngồi nhìn nó vẫn cứ phèn. Không mà đôi quần đùi mới là ông chủ. Còn phần dài tôi chưa chắc là ông chủ đâu. Nhà cao thế. Trời ơi, nay là về tham quan một cái nhà, cái vườn cây rất là đỉnh của Chóp. Cả cái khu này luôn á hả? Đã hết cái nhà màu. À là của tất cả đây là của anh Thắng hết này. Của anh thế cái khu này hả anh? Những cái cùng một màu này hả anh? Những cái nhà này là anh sẽ bán cho khách để xây. Xây đúng theo mẫu. À, thế sao theo mẫu của quy hoạch chung luôn. Bọn em chưa ra anh ạ. Trưng bày và bán sản phẩm cây cảnh và sản phẩm gỗ đá mỹ nghệ. Trưng bày tại tầng 3 và tầng 8 của nhà Như Quỳnh Center. Em chào anh chủ. Chúng em chào các anh. Tiệm cắt thịt cuối cùng có cùng đẹp quá. Em ra về nhà em lại. À, anh ơi, cái cây quen anh ơi. Anh, dạ. Đi ra cái cây kia cơ. Cây nào, cây quen. Cây có chim. Okay. Em xin phép mời mọi người đi tìm chim với em. Ui dồi ôi. Quá là trân trọng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chứng nhận. Ui dồi, anh đóng cái khung trân trọng dưới anh nhà. Đẹp quá. Anh đóng cái khung rất là trân trọng. Dạ. Trang trọng. Đấy. Trời ơi. Ui trời ơi. Hình như là có cái cây là còn ở tít ở trên tầng trên kia nữa kìa. Dạ đúng rồi. Đúng không? Hôm nay anh ấy bảo là có cái cây ở tận tầng cao nhất. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi với Phương Hoa đang có mặt tại Như Quỳnh Center. Hôm nay em mới biết là anh Thắng họ Đỗ đấy ạ. Trấn Như Quỳnh, Văn Lâm Hưng Yên. À là anh họ Đỗ à? Vâng, họ em ấy anh ạ. Và chắc là người anh thất lạc của em. Về đây thì tham quan một cái khu vườn thật sự là rất rất là đặc cấp. Ở trên đây là trên tầng mấy nhỉ? Tầng 8. Anh là tầng 8 à? Dạ. À có điện không anh? Anh ở ngoài trời này có điện không? Có điện. Ôi, bật cho em thưởng bật thức giúp em xin miếng điện ạ. Tí điện, xin miếng điện cho nó sáng này. Dạ. Trời nhanh tối quá. Cái phi lao này đặc biệt không? Đẹp. Siêu đẹp. Thế là hôm trước ở ngoài triển lãm thì nhìn nó khác. Bây giờ đưa về cây trong cái khuôn viên được trang trí đẹp nó lại. Đó là cây đẹp, nó nằm ở vị trí đẹp thì nó thôn dáng lên rất nhiều. Em đang háo hức với cái cây có chim nhiều quá. Dạ. Ui. Thật sự là một cái phi lao đặc biệt. Cái tùng này cũng có con chim này. Đây cũng chim Phong Vân. À cái điều rất là hay nhé là anh Thắng anh ấy đặt tên đấy. Đặt tên tác phẩm. Cái nào cũng đặt tên. Vâng. Giải bạc festival. Rất hoành tráng nhỉ. Vâng. Rất hoành tráng, rất đẹp, rất tôn trọng tác phẩm. Rất tôn trọng, rất yêu quý tác phẩm. Là một người thực sự là yêu cây. Cái nào anh ấy cũng đóng khung rất đẹp. Hello. Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Sự hoành thiên cổ. Này về đây được ngắm một cái không gian cực kỳ là đã. Quá đã. Rất rất là đặc biệt. Chào anh. Ở đây đồng chí. Không như được đám mà là quá tuyệt vời luôn.
ở Việt Nam mà. Chiêm ngưỡng quả. Dạ. Vâng. Đây là thưởng lãm đúng nghĩa đấy. Dạ. Quá tuyệt vời. Ở Việt Nam của chúng ta là có rất nhiều người chơi đặc biệt, đáng trân trọng. Rất đẹp. Đó, hôm đấy anh ấy còn cậu cả một bàn ghế này đi luôn này. Ừ. Ui. Điện vào mọi thứ nó khác hẳn nhỉ. Vâng. Gọi là choáng váng luôn. Tác phẩm Phi Lao. Dạ. Nghênh phong đạt phúc. Hôm đó đúng là nghênh phong luôn, đón bão đây. Ừ. Hiên ngang đón bão. Bão. Thế mà rất là tuyệt vời là tác phẩm vẫn rất là an toàn. Không. Ôi em rất là thắc mắc cái tại sao hôm trước để như thế này mà có thể nhấc cẩu xong rồi cái mang đi đến tận Hà Nội. Trời đấy, ơi. đây. Như này có nghĩa là chúng ta phải dùng một cái cẩu có lẽ là phải đến 200 tấn mà nghe các anh ấy nói là 200 tấn lên kia. Có thể nhấc qua cái máy này luôn. Cả một sự công phu. Quá lớn đúng không? Một cuộc đi một cuộc chơi nhưng có lẽ là về cái mặt chi phí thì đây cũng là một trong những cái tác phẩm mà đi có chi phí lớn nhất. Một cái ca cẩu đấy khá là nhiều tiền. Tuy nhiên là chúng ta không muốn nói đến ở đây. Đây là quý vị các bạn cùng thưởng lãm cái tác phẩm Nghênh Phong Đạt Phúc. Đây là cái tác phẩm quá đẹp luôn. Đặt giải vàng. Đấy, tại Festival Sinh Vật Cảnh ở Hà Nội. Dạ, cho em giả vờ kiểu như ngồi đây. Quá đẹp anh ạ. Anh ấy kiểu như đang ngồi như này là giả vờ sang lên ấy anh đấy. Cho em ngồi như này cái cho nó sang. Tự dưng sang hẳn lên. Vẫn nguyên cả một bộ của nó đây này. Vâng, cả bộ bản đá mang đi dưới. Đấy, đúng rồi, anh ấy chơi rất là combo mà rất là chuẩn đề co. Đẹp nhỉ, một cái cây mè rất đặc biệt. Và cái điều thú vị nhất là hôm đấy là cái con chim nhỏ hơn. Đến đây anh. À, đây là con khiếu, kêu ơn khuyên. Cái này đúng không? Cái này là con kia rồi đúng không? Vâng. Xa xa ngoài kia cũng nhiều cây đẹp lắm anh ạ. Ừ, nó nhiều cây đẹp. Thật sự là đã mắt. Và sung sướng khi chúng ta được thưởng lãm những cái tác phẩm trong một cái không gian rất rất đặc biệt. Để chơi cây trên một cái tầng 8 như này thì cái sự công phu rất là lớn và một cái tâm huyết rất là cao mới có thể chơi được. Mà đây anh chơi cũng khá là đa dạng, từ những cây sam hương, những cây si, cây me, cây tùng, cây phi lao, cây xanh cũng có luôn. À, nó không có nhiều thời gian để mà chúng tôi có thể là review, chúng tôi có thể là được trò chuyện với lại chủ nhân của tác phẩm để hiểu từng cái tác phẩm trong cái không gian này. Và ngày hôm nay đến đây thì với cái này thôi đúng là chốn mộng lai tiên cảnh ạ. Ừ. Dạ. Là chúng ta đang đi thưởng lãm. Dạ. Đây mà gọi là cái vườn thượng nguyền. À, đúng nghĩa. Một cái không gian chơi là một không gian sống. Không gian hưởng thụ đúng chất. Và nó thật sự đáng trân trọng. Đáng quý. Ở đây có lẽ là các anh chả có nhu cầu nhiều lắm về cái vấn đề về thương mại, chủ yếu là để chơi. Cái từng kim cương rất là đẹp. Chơi cực kỳ đa dạng. Những tác phẩm rất đẹp và tinh tế. Trong
từng cm. Vũ điệu tình yêu. Ôi. Chắc là dễ nó quấn quýt quá. À, sao thế? Đó, anh đặt một cái bức tượng đó. Ngắm không gian đã sướng rồi nhờ. Anh ngắm cây sướng hơn. Đây là cái mai chiếu thủy. Đây là một cái dòng lá lớn nên là nó khá to. Lá lớn nó mới hợp với khí hậu miền Bắc. Rất anh tuyệt vời. Cái quả dễ này đã chưa? Rồi anh ơi. Cây này là tôi vừa mới đặt tên xong đấy. À anh vừa đặt xong à? Anh đặt tên là gì á? Tuyệt đỉnh phong vân. À gọi là tuyệt đỉnh phong vân. Đúng, nếu có tí gió là những áng mây bập bềnh bập bềnh. Tuyệt đỉnh phong vân. À. Phong vân em đứng nơi này, gió thu lay nhẹ phơi bày tâm tư. Góc tâm sự nỗi ưu tư, tình chàng ý thiếp phơi như em này. Kinh. Các em là văn thơ gọi là dạt dào. Rồi phải nói là cái tùng này đẹp thật đấy. Phơi bày toát hết ra một cách đẹp. Tuyệt đỉnh phong vân. Là một cái tác phẩm đẹp mà nó triển lãm chưa mang được bởi vì nó vẫn còn dây nhôm. Vâng, vẫn còn dây anh ạ. Như là về tay tổng thể thì là vâng. Tuyệt đỉnh. Tên là tuyệt đỉnh. Không còn cái gì cao hơn nữa đấy hả? Rất là trân trọng những cái giải và làm những đôn kệ để mà bàn vinh danh. Bọn em trầm trồ lác mắt từ nãy rồi ạ. Ở bên này cũng là những cái tác phẩm cũng rất là đẹp. Chứ tụng nó nhiều giải quá về, nó toàn xếp vào 6 tụng. Đấy, mà bữa nào đó thì tôi sẽ sang ghi hình vào cái thời điểm nó đẹp hơn. Bây giờ thì nó tối và nhìn nó cũng không rõ lắm. Đây là như này để cho quý vị các bạn thấy là một cái không gian chơi cực kỳ là đặc biệt, hiếm thấy ở Việt Nam. Chơi rất là đa dạng, một đại gia thực sự. Và anh chơi cực kỳ là tinh tế, lựa chọn những cái tác phẩm trong các cái vị trí, rồi kể cả những cái không gian trang trí này là cũng quá đẳng cấp. Mê mẩn luôn. Đúng là mê mẩn luôn. Dạ. Lần đầu đến đây đúng là choáng ngợp. Này là ngất lên ngất xuống. Ngất lên ngất xuống. Mặc dù đỉnh là kịch. Này là đúng chuẩn đỉnh nóc kịch Trần Bay Phấp Phới thôi anh ạ. Long lanh lộng lẫy. Ngắm anh Thắng đang bảo hôm qua anh mới đặt tên cây kia kìa. Anh đã sướng rồi chưa cần ngắm cây. Anh đặt tên cây đấy nữa hả anh? Hôm qua hả anh? Em thấy cái này anh đặt tên nhé. Dạ. Phu thê phiêu lãng. Phu thê phiêu lãng. Đấy, chồng vợ lại phiêu lãng. À. Phiêu lãng là ngao du là đi chơi. Dạ. Đây là nhà đấy. Dạ. Vượt khỏi nhà suốt ngày chỉ ăn mới đi chơi. À. Chỉ cứ như ông Thiệp là cứ Đà Lạt cứ toàn ăn mới đi chơi. Này là niềm mơ ước của tất cả các cặp vợ chồng anh ạ. Đấy. Mà rất cuốn quýt nhau. Dạ. Nhau chặt chẽ là phiêu lãng. Dạ. Và rồi hạnh phúc. Dạ. Xong chồng thì vẫn ở dưới đây bảo vệ nâng đỡ che chở vợ đấy. Phiêu thê phiêu lãng. Tay xương búa thế là ăn bảo hoàng rồi đúng không? Dạ vâng. Vâng. Lên vũ điệu tình yêu đây. Dạ. Nãy mình nhìn mặt kia anh ạ. Còn bây giờ mặt này nó mới gợi hình. Đúng rồi. Tình yêu chưa? Hình. Dạ yêu. Đấy, từ đây chuyển sang bên này vẫn sẽ thấy bức tranh trừu tượng. Dạ. Bên này nó nhỏ hơn tí. Dạ. Đấy, nhưng mà cái này là cái rất đáng yêu. À, vâng. Thấy không? Vũ điệu tình yêu. Ấn tượng quá anh ạ. Trừu tượng. Rất trừu tượng. Xin mời các bác cùng tưởng tượng với chúng em.
Đẹp quá. Còn cái gì? Cái me này ngày xưa là ông ngồi trên kia kìa. Dạ. Ở trên tầng 17 trên kia. Ở trên tầng 15. À tầng 15 trên kia. À đấy ạ. Ông ngồi trên đấy. À. Ở cái góc này luôn à anh? Em anh em trên này ngắm tiếp. Vâng. Anh em mình đây. Lại lên tầng 15 ngắm tiếp. À lên tầng 15 ngắm tiếp. Dạ. À dạ đấy. Dạ. Bây giờ cho cái đại lên đây thôi để cụ ở dưới. À trước ở đây. Vâng. Thay cái đại vào đây ạ. Đấy trước vụ bàn cái đá là cái bé. Cái này hôm vừa rồi bão là nó vẫn nằm như thế này luôn này. Đấy. Nó còn làm sao không anh? Thế này thôi, không ảnh hưởng gì. À không ảnh hưởng gì luôn. Bởi vì trên này của tôi cao như này không sợ. À. Khi gió đầu tiên hướng tây bắc là thổi nhiên hướng tòa nhà. Vâng. Quay gió đông nam thì bao giờ vào đây nó bị tản gió ra. À nó tản gió. Chống được thì nó sợ đi theo. Nó vào nó tản gió không sợ. À. Hay cái đại vào đây. Đã quá anh ạ. Pin 1 này, pin 2, pin 3 kéo đây. Đây à? Đang bắt đầu làm đây à? Ôi cái view. Thế thì còn cái khu này của ai? Đây là của anh Thắng. Khu dưới đây của anh Thắng cả. Vâng, khu dưới đây của tôi. Bên kia của anh Thắng hết. Đây là cái chợ kia của mình, dãy nhà. À, cả cái dãy nhà bên kia của anh Tất. Ui dồi ôi. Ngân hàng nông nghiệp cũ đây này. Kinh điển nha. Trời ơi, hệ thống nhiều mà. Dạ. Cầu biết à? Ở đây cầu này. Ở cái khu trống trống này hả? Vừa hôm qua kia giải tỏa. Đặc biệt quá anh ơi. Giải tỏa xong rồi đấy. Đây là một người rất rất là yêu cây. Đây là không gian xung quanh trên cái tầng 15. Toàn cây là cây thôi. Và cái giờ này thì nó hơi tối. Hơi khó nhìn. Vậy là mọi người có nhìn rõ không? Như là đây là mà cạnh cái đường quốc lộ 5 này. Đấy. Ta sẽ cùng đi ra phía đằng này là các cái góc này anh trang trí rồi, các cái vườn tùng nhỏ nhỏ. Đấy. Tượng. Cái tùm rất đặc biệt. Nó lại chéo chéo như là cái vương miện. Cái này là một cái góc hồ coi ở trên đỉnh. Đây đúng là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới đấy. Vâng. Vâng ạ. Úi dồi ôi. Anh nhìn thấy buổi chiều này. Hay không? Nó ngược sáng thì nhìn nó phê thế chứ. Không cần nhìn là rõ hình. Chỉ cần nhìn ngược sáng thì nó dưới cái độ cái bóng chiều của mặt trời quá đẹp. Hoàng hôn. Tuyệt vời anh ạ. Chúc mừng anh. Quá đặc biệt. Ấn tượng. Anh thì bảo nó chưa, chú nó chưa muốn cười, cái non thì nó đừng có nhảy ra ngoài, nhảy ra trước. Phải huấn luyện đúng không? Nó không không mà mày... Thì gặp tới là họ chào. Sảnh ra nhảy à? Không, là không có phố, nuôi động vật. Nuôi chim, nuôi phóng sinh, nuôi cá thì phải. May mà nuôi vợ. Được ngay như không ạ? Đây có cá không anh? À, có đúng không anh? Vậy là cái gì đây Loan? 7 tháng chưa con. Ủa, cá gì anh? Cá cái coi như bên kia kìa. Coi như bên kia ấy ạ? À, bé xinh xinh kia, đi ngủ. Đi ngủ rồi.